chưa? Cười hết.
Mình kêu ngô ăn cái kia cái gì.
Thank you.
Cho vào một đĩa thôi. Và tí cái kia cho vào đây. Cái thịt, cái xương lợn đấy. Lâu chưa? Lâu lâu. Chín đấy nhỉ? Sắp chín. Cháy hết rồi. Dạ. Thôi đã cháy rồi. Cháy. Sao? Cho lên này. Nóng ấy. Ô, xương này chắc phải ra to. Ra to thì cắt. Cái này phải tăng cái chất giá này, chất giá này. Có cháo. À, thấy. Bữa nay có thể có xương. Chó sẽ tăng như thế này. Cái chó này. Dê hả? Ăn thôi. Này, ăn không? Đi đâu? Này. Ăn một cái bánh thôi. Bánh này là bánh. Bánh khoai à? Vâng. Bánh ngon này. Khoai này ngon lắm. Khoai tím à? Mèo hoa mèo. Mày ăn xương đi. Ngon lắm. Cái này hay khô mà. Anh làm như thanh long. Ngon lắm. Đi cuộn. Giờ làm một chút ngon. Này nhiêu? Ôi hồ, vạc đi, tha được thử đi.